mừng quý vị đã cùng đến với chương trình Người Kết Nối. Thưa quý vị, Người Kết Nối phiên bản ân nhân nơi đất khách cùng gặp gỡ và giao lưu với những nhân vật hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật, và những câu chuyện của các bạn ấy để nói lên được cái sự khó khăn vất vả và vượt qua được cuộc sống nơi đất khách. Nhưng mà điều quan trọng là bên cạnh đó, những ân nhân người Nhật là những người đã luôn sát cánh song hành cùng với tất cả các bạn. Và trước khi chúng ta tiếp tục với câu chuyện của nhân vật tuần trước, bạn Nhật Vi, một người phụ nữ đã kết hôn với một chàng trai người Nhật và có một bé rất là kháu khỉnh, một cô gái đang làm việc tại một bếp ăn của một nhà trẻ. Thì hôm nay chúng ta sẽ chào đón ba người kết nối trước khi tiếp tục câu chuyện này nha. Đầu tiên đó là một chàng trai mà nhìn anh có cảm giác mùa đông đang ập đến trong trường quay của chúng ta. Xin được giới thiệu, đó chính là MC Hoạt Rapper. Em nha. Tại vì anh mặc áo này, mặc áo này đó. Anh biết hai đứa mình cố gắng nhưng mà cái cách phong cách của anh đó là gentleman. Còn em cách trẻ trung hơn. Đó của em nhìn nó rất là mùa anh đông. Anh nhìn anh rất là già. Rồi chiếc khăn gió ấm lắm. Và khu vực phía đối diện bên kia thì có giống như là một cặp trẻ đang yêu trong một cái chương trình talk show hẹn hò. Không chấp nhận. MC Quang Bảo và MC Sĩ Thanh. Mọi người đang rất thắc mắc là Nhật Vi sẽ dành tặng món quà nào dành cho các ân nhân của mình. Tại vì rất nhiều ân nhân, nào là cô bếp trưởng, cô hiệu trưởng, rồi cả đồng nghiệp của mình nữa. Mời đi ăn cả... Mời đi ăn hả? Ngày nào cũng nấu ăn trong bếp mà còn mời đi đâu nữa anh. Em nghĩ là tấm thiệp ghi là trang trí tự tay bản làm gửi cho các cô. Cũng hay, cũng hợp lý. Em thì em nghĩ cũng là ăn, nhưng mà là chị Vi sẽ nấu món ăn Việt Nam cho các cô đó ăn. Ủa cũng em hay. Có gì giống không? Dạ. Cô Trang, cô Vũ ăn mà cũng là không, món ăn. Anh là anh mời đi ăn là ra ngoài ăn. Còn bạn Bảo, bạn nói là tự nấu ăn. Nấu ăn Việt Nam. À, món ăn Việt Nam. Nào, xem ai đoán đúng nè. Ở tập lần trước, sứ giả Hoàng Rapper đã đi tham quan các địa điểm ở Yamanashi cùng với gia đình Nhật Vi, còn đi cả tàu lượn siêu tốc kinh hoàng nhất thế giới nữa, và thưởng thức cả món hô tô cùng với việc ngắm núi Phú Sĩ. Ngày tiếp theo là đi đến thăm các giáo viên tại trường mẫu giáo mà Nhật Vi đang làm việc. Hôm nay, Hoàng Rapper sẽ dẫn chúng ta cùng tham gia buổi tiệc sinh nhật tại trường mầm non Thai Mê. Hôm nay là 7月の誕生日会 nên là mọi người ハーブ行ったことがない国からね、お客様が見えてるので紹介したいと思います。どうぞ。おはようございます。Yeah, we have a good time. I'm from Vietnam. My name is Hoàng Rapper. Yeah, Rambo. You, he, yeah, what's up, okay? How you feel today? What's up, everybody? Yeah. Chủ nhân của buổi tiệc hôm nay chính là các bé có sinh nhật trong tháng này. Các bé khác cũng cùng chúc mừng sinh nhật các bạn của mình. Ghê chưa? Oh, ghê chưa? Hôm nay bé Miri cũng tham gia biểu diễn. Ghê chưa? Nhật Vi cũng đang rất bận rộn với việc chuẩn bị đồ ăn. Đồ ăn được chuẩn bị xong thì vừa đến giờ ăn của các bé. Wow, kính thưa quý vị, sau khi thực hiện rất nhiều hoạt động trong buổi sáng ngày hôm nay như là chúc mừng sinh nhật, múa hát, đi bơi, rồi chơi đùa với các bạn và được các cô chăm sóc rất là kỹ, thì tất cả các bé được tắm rửa rất là sạch sẽ để bước vào bữa ăn trưa. Và ngày hôm nay là một dịp rất là đặc biệt của bé Miri, nên Hoàng cũng xin phép ban giám hiệu là cho phép bé Miri cùng với mẹ của mình là Nhật Vi sẽ ngồi tại bàn ăn này để chúng ta cùng giao lưu với nhau. Chứ bình thường thì Miri cũng sẽ ngồi chung ăn chung với các bạn đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Và thật sự là vừa trao đổi mà vừa nghe mùi thức ăn rất là thơm, rất là ngon quý vị ạ. Cơm mà có rất là nhiều màu sắc. Dạ, đây cơm là cơm trộn. Trộn với lại tôm với lại các loại rau anh. À tôm. Cơm không những thơm
mà còn dẻo nữa. Wow. Ngon không anh? Ngon, ngon cực kỳ luôn á. Tuyệt vời luôn. Mà vừa đủ no em, anh cứ tưởng vậy ít. Mà ăn nén lại á, đã lắm. Vừa đủ no luôn. Ủa, ăn khỏe quá ha. Thích ăn được gì là khỏe lắm á. Thịt nhồi cùng với nấm và tương. Lúc này thì Hoàng Rapper cũng được thưởng thức các món ăn Nhật Bản mà Nhật Vi cùng đồng nghiệp nấu. Tranh thủ vào giờ ngủ trưa của các bé, Hoàng Rapper gặp và trò chuyện với cô giáo cũng là ân nhân của Nhật Vi. Thì một lần nữa, ba nhân vật ngày hôm nay đến với tất cả mọi người đúng không? À, vậy như em thấy là ngồi bên cạnh em là cô Kê, cô là cô hiệu trưởng của trường mẫu giáo mình. Dạ. Còn đây là cô Baya Sinse là cô chuyên gia dinh dưỡng cũng là bếp trưởng của bếp. Còn đây là chị Arizumi là vô cùng lúc với em luôn. Dạ. Đồng nghiệp. Đồng nghiệp với em. Tiếp xúc với Nhật Vi, cô cảm thấy Nhật Vi là một người như thế nào? なんか本当にお母さんなのかなと思って可愛らしくてねまだ本当にお若かったでしょだから見かけはまだ本当にちょっと幼くてね可愛いお母さんかなと思ってたけど結構本当にしっかりしてらしてミリちゃんに対してもちゃんとねその子供をしっかり育てたいっていう気持ちがちゃんと伝わってきましたこっちにねそれで本当に真面目にいろんなこと一生懸命されてるなと思ったのでそうだよね。ありがとうございます。ただ一番初めに B さんがリンゴだったかな包丁でリンゴの皮だったかな剥くときが B さんは外に外にその剥き方にすごい驚いて手切らなきゃいいのになみたいな、うん、そうドキドキしました自分の娘と変わらないので娘のようで可愛いです。海外に来てで日本で仕事するっていうことでもうすごい尊敬するんですけど日本語も一生懸命覚えようとするし本当に明るくていつも笑っててでもう優しいし気も利くし本当の Nhật Vi luôn muốn có một dịp được cảm ơn các cô giáo đã giúp đỡ mình rất nhiều từ khi chân ướt chân ráo tới Nhật mưu sinh. Sau khi hết giờ làm việc thì Hoàng tới thăm nhà của Vi. Đây chính là ngôi nhà của xe nhỏ là của Vi á. Còn xe sáng giờ đi là của chồng. Ok, tinh tinh. Xin chào. Xin chào anh Taka kia ta kia đã đi làm về rồi. Đây mà. Rồi. Nhà rất là đẹp. Mát nữa. Nhà đẹp quá, nhà đẹp quá. Đây là không gian phòng khách này. Bên trong là không gian để bé Miri có thể vui chơi này. Wow, căn bếp xây dựng có một cái quầy bar ở giữa. À, bàn ăn đẹp lắm. Nhà cả một trang thiết bị đều đầy đủ hết. Dạ. Vậy là tuyệt vời. Đâu, nhà này là trang thiết bị rất đầy đủ tiện nghi. Nhà này hiện đại á. Mình đã mời ba cô giáo đến đây rồi. Mà mình muốn chuẩn bị quà. Quà đó là quà gì đây? Thì là tùy thuộc vào em rồi đó. Anh là không biết rồi đó. Anh không có rành Nhật Bản, không biết mua quà gì đó phù hợp đâu. Dạ thì em nghĩ là nên nấu các món ăn Việt Nam. Nấu ăn hả? Dạ. Việt Nam luôn. Dạ, món Việt luôn. Tết có về Việt Nam chơi một tuần cho nên em cũng mua thiệt là nhiều. Bắt tay vào Việt Nam. Ok. Cố lên. Xin mời, xin mời. Rồi, Miri cứ ngồi đó chơi nha con. Cứ ngồi đó chơi. Ok. Vi sẽ gọi điện thoại mời các cô giáo đến nhà mình ăn tối. Ủa dao này sắc được hay không? Ôi tôi dao xong màu trắng xếp bà. Dạ được anh. Dạ. Ôi, hơi bị bén luôn đấy. Nhựa hả? Thấy dao nhựa mà nó bén. Điếc cực kỳ. Dao nhựa không? Dao nhựa này cho. Osala, Osala. Anh Takaki cũng vào bếp giúp đỡ vợ mình. Cuối cùng thì bữa tối cũng hoàn thành rồi. Ôi, chắc có cô tới rồi, chắc có cô tới rồi. Cả nhà chờ một xíu nha. Dodo, Itasai. Konnichiwa. Wow. Please come in, dozo, idasai.
người mình con tính đưa cho anh Hoàng gặp mà đóng nhiều cấp món quà của mình đâu. Ôi nhỏ đẹp quá, là mắc lắm á. Kính thưa ba cô, và đây chính là món quà mà Nhật Vy muốn dành tặng cho cả ba cô ạ. Đây là những món ăn mang hương vị của Việt Nam, những món ăn đầy tấm lòng của Nhật Vy muốn gửi gắm đến tất cả các cô ạ. Bởi vì ở Việt Nam, khi mà người vợ nấu ăn ngon, người chồng sẽ thưởng cho người vợ một nụ hôn lên má. Nên mà rapper xin phép các cô, anh ta Kaki sẽ thưởng cho Nhật Vy một nụ hôn lên má được không ạ? Anh Hoàng rất thôi luôn. Tôi hết lòng. Dễ đưa. Giây phút này thiên liêng lắm thôi. Dễ đưa, dễ đưa. Và bây giờ Hoàng Rapper có một món quà bất ngờ dành cho Nhật Vy. Vào tuần sau sẽ diễn ra một sự kiện đặc biệt, đó chính là sinh nhật của Nhật Vy. Thì để mang lại sự may mắn dành cho Nhật Vy, em xin mời cả nhà mình cùng nhau hát bài Happy Birthday để tặng cho Nhật Vy được không ạ? Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Kính thưa quý vị, như vậy là chuyến hành trình người kết nối của Hoàng Rapper tại đất nước Nhật Bản, đất nước của xứ sở hoa anh đào cũng đã khép lại rồi. Và rất nhiều kỷ niệm đẹp được mang lại trong ký ức của Hoàng Rapper bởi sự thân thiện, văn minh, tiến bộ và ý thức của tất cả các người dân Nhật Bản. Và đặc biệt là những câu chuyện khác nhau của từng nhân vật, Hoàng Rapper đã hiểu được những nét đẹp và ý nghĩa trong cuộc sống này thật là tốt biết bao. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Hoàng Rapper cùng với tất cả mọi người trong gia đình xin được phép chào tạm biệt. Bye bye, bye, bye. Yeah, chúc mừng Quang Bảo đã có câu trả lời chính xác. Nhớ thật quá. Ra là tại vì anh cũng muốn nhường để cho Bảo giành chiến thắng đó Bảo. Mọi người thấy là tình cảm của chị Vy với những ân nhân đồng nghiệp của mình thế nào? Rất chân thành đúng không nào? Nhẹ nhàng. Em cảm thấy rất là chân thành. Một điều rất hay là Vy đã nghĩ tới cái việc là chuẩn bị từ rất là lâu những cái nguyên vật liệu để làm món ăn Việt Nam. Thật ra nha, cái bột làm bánh xèo đó là anh nghĩ là Vy cũng đã chuẩn bị trước nè. Dạ, nước mắm rồi. Này nọ gì cũng đã chuẩn bị trước. Bởi vì cái bột nghệ đó cũng khó đúng bột không? Bột nghệ đó là chỉ có duy nhất Việt Nam mình có thôi, ngay cả Nhật Bản nước thì lại sử dụng Nhật khác. Bản có không anh? Không có đúng nước không? Nước mắm cũng theo phong cách Việt Nam luôn. Đúng rồi. Còn Nhật thì đương nhiên sẽ có nước mắm của cá của Nhật Bản, nhưng mà đa số là đều là nguyên vật liệu của Việt Nam và các cô khen rất là nhiều. Chỉ có bò là bò. Nhưng mà có thôi. Một điều mà anh cảm thấy rất là hay là cái anh chồng á, anh mặc dù anh ít nói nhưng mà qua hành động anh làm á cho thấy là anh cực kỳ quan tâm vợ, mà không phải là làm chỉ để quay phim đâu. Mình rõ ràng là anh ở nhà anh cũng rất là phụ vợ trong cái công việc. Anh quen luôn rồi. Anh quen chăm chút rất là nhiều. Chỉ có cái mà anh không quen đó là anh hung vợ chút mặt người khác thôi, là cái ông này ông bày ra cái trò đó cho nên là em gài lại thôi làm. Chứ bình thường anh không, nhưng làm. Mà đúng sau rất nhiều số rồi thì cái nụ hôn này của anh, gài cái nụ hôn này là có ý nghĩa nhất. Sau cái chuyến hành trình của anh Hoàng thì em cảm thấy là chị Vy là một người phụ nữ cực kỳ là may mắn. Tức là làm việc ở nơi đất khách nhưng mà tìm được một người chồng thuộc là mẫu đàn ông im lặng nhưng mà hành động lại nhiều, quan tâm, ân cần, chăm sóc. Và ngày hôm nay thì rõ ràng là chị Vy chị đã tạo ra được một cái sự kết nối rất là tốt.